quá mà cứu hỏa đến sớm. Mọi người đừng lo lắng, chắc là sẽ ổn thôi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nhà tôi sắp cháy thế này. Đủ cô nan. Anh đã đây, đủ cô nan. Này, mày đã đây. Mày làm trò gì? Tôi chỉ đùa ông có mong một tí như thế thôi. Nhà tôi à, ông mẹ còn vào còn con tôi ở trên đấy không? Mày làm cái trò gì đấy? Anh Giai ơi, anh Giai dẫm chân em à? Quên, anh Giai đang ngồi. Dẫm sao được, em dẫm nhận chân anh Giai. Anh Giai mới về khu này à? Thì sao? Quên mất, không phải là mới về, mà là mới đi tù về. Anh ơi, anh đừng dọa em nhá. Em xin anh đấy, anh đừng dọa em. Em đếch sợ đâu. Em bảo này, đừng có mà gấu. Bây giờ gấu mèo công an người ta bắt hết rồi. Đồ độc ác. Là anh ấy đã cứu vợ với con đấy. Hả? Ôi, con cứu người đi. Cứu người đi. Nhà mình bị chập điện. Thì ra là như thế à? Anh ơi, tôi xin lỗi anh. Tôi biết tôi sai rồi. Anh đã cứu vợ con tôi một mạng. Tôi biết lấy gì để đền đáp anh ạ.